các hodlers, trader, thợ đào, nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Trước hết, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh thời gian qua và đây là lần thứ 6 Thuận cùng các bạn trải qua ngày lễ độc lập July 4 của Hoa Kỳ. Nhiều bạn đã ủng hộ kênh từ năm 2017, nhiều bạn mới tham gia gần đây, tất cả đều welcome. Và nhân ngày lễ này đó, Thuận không thể nói gì hơn là cảm ơn các bạn không chỉ vì ủng hộ kênh mà cảm ơn các bạn đã tiếp tục vững lòng tin và tin tưởng cùng kênh trải qua thêm một thời điểm khó khăn của thị trường. Hôm nay Thuận sẽ mượn bài của Tổng thống John F. Kennedy khi quyết định Go to the Moon, quyết định lên mặt trăng, để gửi đến các bạn một thông điệp ngắn nhân ngày lễ July 4 này. Mặc dù là khoa học đã phát triển liên tục, nhưng những điều chúng ta chưa biết, chưa được giải đáp và chưa hoàn thành vẫn vượt xa sự hiểu biết của tập thể chúng ta. Không ai có thể hoàn toàn nắm bắt được chúng ta đi bao xa và nhanh như thế nào. Nhưng nếu như bạn muốn đó, chúng ta hãy tóm tắt hơn 50.000 năm lịch sử của loài người. Chúng ta biết rất ít về 40.000 năm đầu tiên, ngoại trừ là thời kỳ cuối con người đã học được cách sử dụng da của động vật để làm áo và quần. Sau đó khoảng 10.000 năm trước, con người đã xuất hiện từ các hang động. Chỉ 5.000 năm trước, con người đã học viết và sáng chế ra bánh xe. Cơ đốc giáo bắt đầu cách đây khoảng hơn 2.000 năm. Sau đó máy in ra đời, rồi chúng ta có động cơ hơi nước đã cung cấp một nguồn năng lượng mới. Newton đã khám phá ra ý nghĩa của lực sức hút. Rồi chúng ta có đèn điện, điện thoại, ô tô và máy bay. Sau đó chúng ta có truyền hình, năng lượng hạt nhân, tàu vũ trụ, có thể đến được sao Kim, mặt trăng và sao Hỏa. Rồi chúng ta có Internet. Quá trình tiến triển của tiền cũng rất là nhanh chóng. Chúng ta có hệ thống trao đổi hàng hóa giữa người với người. Rồi chúng ta dùng vỏ ốc, dùng tiền đồng, tiền vàng. Rồi chúng ta dùng hệ thống tiền tiêu chuẩn vàng cách đây 150 năm. Rồi sau đó chúng ta dùng tiền pháp định. Rồi bây giờ tới tiền điện tử. Thế giới luôn thay đổi nhanh như vậy, và với tốc độ như vậy đây thì mỗi lần thay đổi không thể không tạo ra những thiếu sót, những nguy hiểm khi chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được một lĩnh vực mới. Nhưng mà chắc chắn rằng thay đổi mới mở ra nhiều hứa hẹn và cơ hội. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà có một số người sẽ không chấp nhận sự đổi mới. Họ muốn làm chậm lại sự phát triển. Nhưng mà thế giới này đã không phải được xây dựng bởi những người không chấp nhận đổi mới và thích an nhàn. Thế giới này được chinh phục bởi những người thích tiến lên, và lĩnh vực công nghệ tiền tệ cũng như vậy. William Bradford đã phát biểu vào năm 1630 về ngày thành lập gai thuộc địa Vịnh Plymouth, nói rằng tất cả những hành động vĩ đại và danh dự đều đi kèm với những khó khăn lớn, và cả hai đều phải vượt qua bằng lòng tin và dũng cảm. Crypto sẽ tiếp tục tiến tới cho dù chúng ta có tham gia hay là không, và chúng ta đang chứng kiến lịch sử hình thành. Chúng ta ra khơi trên vùng biển mới này bởi vì chúng ta muốn tìm hiểu kiến thức mới và cơ hội mới. Đối với crypto đó cũng giống như là Internet và tất cả các công nghệ khác, không có tốt hay là xấu. Tốt hay xấu là phụ thuộc vào con người, và chúng ta sẽ loại bỏ bớt cái thành phần xấu qua thời gian. Thuận không nói rằng chúng ta nên all in, FOMO hay tham gia mà không có chiến lược, nhưng mà Thuận nói rằng chúng ta không nên ngồi không và không làm gì hết. Chúng ta có thể gặp nhiều sai lầm rồi rút ra kinh nghiệm rồi tiếp tục lặp lại trong cuộc hành trình này. Thị trường này còn quá mới và có nhiều rủi ro. Có nhiều người dành cả sự nghiệp mình để theo đuổi crypto, và cũng có nhiều người dành cả sự nghiệp của mình để chống đối crypto. Nhưng tại sao lại lựa chọn crypto? Tại sao chúng ta chọn đây là mục tiêu? Nhưng mà họ cũng có thể hỏi tại sao chúng ta lại chọn leo lên đỉnh núi cao nhất? Tại sao mấy chục năm trước chúng ta lại phải bay qua Đại Tây Dương? Tại sao con người lại phải lên mặt trăng? Chúng ta có thể chọn crypto trong thập kỷ này, hay là chúng ta có thể lựa chọn theo đuổi những lĩnh vực khác. Nhưng mà chúng ta chọn crypto không phải vì nó dễ mà là vì nó khó. Bởi vì thách thức đó là một thách thức chúng ta sẵn sàng chấp nhận, và chúng ta không muốn trì hoãn. Chúng ta muốn là những người tiên phong trong lĩnh vực mới này. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những thất bại của mình, cho dù nhiều người không công khai thừa nhận. Nhưng mà không sao, kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta làm giàu nhờ kiến thức mới về tiền tệ, kinh tế vĩ mô và sự tương quan giữa các sự kiện. Chắc chắn rằng đây không phải là con đường dễ đi. Chúng ta sẽ vấp ngã rồi đứng dậy rồi tiếp tục, trong khi nhiều người hoài nghi sẽ đứng bên đường cười chúng ta, sẽ chế nhiều chúng ta, chỉ trích chúng ta. Và khi họ thấy chúng ta đứng lên và đi tiếp trong khi họ vẫn đứng yên một chỗ, thì họ lại ganh tị, đố kỵ với chúng ta. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả. Nhưng không sao, con đường này chúng ta đã đi 5 năm và sẽ còn nhiều 5 năm nữa. Thuận và các bạn sẽ cùng nhau tiếp tục. Nhiều năm trước, nhà thám hiểm vĩ đại người Anh Craig Mallory, người đã chết trên đỉnh Everest, đã được hỏi tại sao ông muốn leo lên nó khi nó nguy hiểm như vậy. Thì ông ấy nói, bởi vì nó trước mặt tôi, crypto cũng đang trước mặt chúng ta. Happy July 4th everyone. Nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ thì chúc các bạn có một ngày lễ vui vẻ. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.